lễ khai trương Dư Anh Ướt Đinh chi nhánh Lãng Công Sông Lô Vĩnh Phúc. Thưa quý vị thân mến, Dư Anh Ướt Đinh được biết đến là thương hiệu ảnh cưới độc đáo và uy tín số 1 hiện nay, cùng với dịch vụ cưới hỏi luôn đi đầu xu hướng ngành cưới hỏi tại huyện Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Phúc. Hơn 9 năm qua hoạt động trong lĩnh vực chụp ảnh cưới, Dư Anh Ướt Đinh đã và đang phát triển với hơn 20 nhân sự, các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, các make up trẻ trung năng động, đội ngũ Photoshop công nghệ blend màu độc quyền, là đơn vị duy nhất studio chụp hình cưới, học viện đào tạo nghệ thuật, không gian tiện nghi nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại Dư Anh Ướt Đinh. Với phong cách chụp ảnh sử dụng ánh sáng bố cục ấn tượng, góc chụp sáng tạo, công nghệ blend màu độc quyền, nên những shot hình cưới của Dư Anh Ướt Đinh rất tự nhiên diễn tả được hết cung bậc cảm xúc các cặp đôi cô dâu chú rể. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay trong buổi lễ khai trương Dư Anh Ướt Đinh, một lần nữa cũng không biết nói gì hơn, chúng tôi xin được bày tỏ những lời cảm ơn chân thành trước sự hiện diện của toàn thể quý vị. Có thể nói rằng một vị khách quý ngày hôm nay đến với chúng tôi là Dư Anh Ướt Đinh lại nhận thêm được một niềm vui, một lời chúc của quý vị là một món quà rất quý của chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, và một lần nữa thì những người làm chương trình của chúng tôi đã không quản ngại đường xá xa xôi, bớt chút những thời gian công việc và ngọc rất là quý báu của mình, ngày khai trương của Dư Anh Ướt Đinh. Và kính thưa quý vị, và ngay sau đây sẽ cùng hiện diện lên sân khấu. Phần tặng hoa chúng tôi xin được trân trọng và giới thiệu tới anh chị Bình Minh sẽ cùng hiện diện lên sân khấu để cùng tặng hoa cho Dư Anh Ướt Đinh. Xin trọng kính mời anh chị. Vâng, xin mời anh Dư Anh sẽ đại diện cho triển vươn cao hơn nữa. Và xin được cảm ơn tới anh chị Bình Minh rất nhiều. Xin được cảm ơn anh rất nhiều. Xin được thay lời cho studio Phương Thao xin được kính chúc cho Dư Anh Ướt Đinh mát áo thành công. Xin được chuyển lời của studio Thành Phương xin được kính chúc cho Dư Anh Ướt Đinh mà ngày một phát triển. Rất là lâu rồi mà được mình lại trên nền nhà đây, có không phải là để chuẩn bị phục vụ, chuẩn bị ok. Kính thưa quý vị, Minh Công và Phương Thu đang hiện diện trên mình một chiếc váy đính thật nhiều kim cương, thương hiệu Lina Bridal. Và bây giờ xin được mời chị Lina cùng với ban lãnh đạo của Lee Wedding cùng với Dư Anh Ướt Đinh chi nhánh Lãng Công sẽ trở lên sân khấu cùng với Phương Thu Trần, chúng ta cùng nâng ly để chúc mừng cho sự kiện ngày hôm nay. Các bạn xin mời chúng ta hãy dành một tràng tay để các bạn. Xin mời quý vị. Xin được kính chúc cho Dư Anh Ướt Đinh ngày một vươn cao hơn nữa, vươn xa hơn nữa. Những ly rượu chúc cho sự thành công phát triển của Dư Anh Ướt Đinh. Thank you.
Vâng ạ, sẽ làm nhịp cầu nối cho dạng gia đình. Và khi tôi đếm 1, 2, 3 thì chúng ta cùng đứng ly được không ạ? 1, 2, 3, go! Chúc mừng khai trương! Thành viên ở trên sự kiện Duy Anh Quyết Định, xin mời. Để cùng chào đón sự trở lại của nữ DJ Sao Mai. Hơn nữa luôn mang lại những khoảnh khắc tốt đẹp nhất cho tất cả các cặp đôi.